Có một số người cho các vật dụng vào quan tài như quần áo, tiền bạc, bộ bài, kinh kỳ cầu. Như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Cho cái bộ bài, đây là cái phương pháp của gì ạ? Của phù thủy, của những ông thầy phù thủy, những ông thầy Pháp. Họ hay cho bộ bài, hoặc cho đồng tiền xu, hoặc là cho vào miệng ngậm, hoặc là cho đậy lên mắt, hoặc là gì cho bộ bài để lên trên bụng cầm trên tay, hoặc là gì họ cho hai quân bài vào gì ạ, vào mắt, vân vân. Có rất nhiều cách khác nhau, nhưng đấy không phải là cách của gì các sư, không phải cách của Phật giáo mình. Kinh kỳ cầu mà cho vào đó cũng không phải. Kinh kỳ cầu, chúng ta biết kinh kỳ cầu thường ở trên đó có cái thần chú của Phật và của Bồ Tát, và có cái ảnh của Đức Quan gì, Đức Quan Âm. Ảnh Đức Quan Âm cho vào trong quan tài, chúng ta gì thối mục rửa nát cho đó, không đúng. Kinh kỳ cầu đó các vị biết là gì? Nó vốn là được gì, được một số những cái người mà lợi dụng vào Phật pháp ăn trộm cái gì thần chú của trong tam tạng thánh điển của Phật, đặc biệt là trong về bộ mật chú. Và họ cho rằng á, con người ta chết á, lúc chết á, chỉ cần á, cầm cái quyển kinh kỳ cầu trên tay xuống dưới kia đi, vượt qua hết tất cả gì các địa ngục. Cầm quyển kinh trên tay rồi thì vượt tất cả qua địa ngục. Xin thưa các quý vị, tôi giảng kinh Địa Tạng 3 năm nay, nếu đi đâu tôi cũng giảng cầm quyển kinh Địa Tạng đi theo. Nhưng mà tôi lại làm các việc ác, đi buôn áp phiện hay đi gì, hay đi làm những đánh người, chết người, giết người. Tôi cứ cầm quyển kinh Địa Tạng đi theo thế này, tôi có tránh được sự trừng trị của pháp luật nhà nước không các quý vị? Có tránh được không? Không tránh được. Mà điều quan trọng là tôi phải gì? Phải chuyển hóa từ cái bộ kinh Phật dạy ở, lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng này vào trong tâm thức của mình, và gì? Tránh không làm các việc ác. Trong tâm mình có kinh, kinh chính là tâm mình chính là kinh. Mình không làm cái việc ác, vâng làm các điều thiện, khuyến bảo mọi người làm việc thiện. Thì như vậy á, mới có lợi ích thực sự. Như vậy á, mới gì? Mới tránh được các gì? Các tội phạm, các tội chướng mà mình đã gì? Đã gieo, đã trồng. Và mình mới không bị bắt, không bị xử ra tòa và không bị đi tù, không bị tử hình, vân vân. Đó, quan trọng là chỗ đó. Còn chúng ta bảo là cầm cái quyển kinh kỳ cầu đi theo mà ma vương quỷ sứ không nhìn thấy chúng ta, cho chúng ta đi qua hết cửa này cửa nọ để đi đầu thai luôn á. Không có cái chuyện đó đâu các quý vị. Chúng ta mà tin Phật, học Phật như thế, mà tin Phật như thế là chúng ta mê tín dị đoan đó. Cho nên á, người Phật tử chúng ta đi mà làm lễ nhập quan phát tang cho các Phật tử, cho đồng tu chúng ta, đừng có cho quyển kinh kỳ cầu vào. Có cho mỗi cái này nên cho này. Là Phật tử đi quy tam bảo rồi thường là có cái gì nhỉ? Có hai cái tờ, một là tờ điệp gì ạ? Tờ điệp quy tam bảo. Một là cái tờ gì? Tờ thứ hai là tờ gì ạ? Phó chúc vãng sinh. Và có thường là có cái cố chàng nữa, đúng không? Các Phật tử quy ngày xưa thì có cố chàng, các Phật tử bây giờ thì thường trẻ trẻ bây giờ không có cố chàng. Ngày xưa có cái cố chàng và cái chú đầu chàng. Thì cái cố chàng đó, cái áo nâu thì mang mặc theo rồi là tốt nhất rồi. Còn cái tờ điệp quy tam bảo đến lúc đó thì người mất xong rồi, hoặc là gì, chúng ta cho khâm liệm xong rồi, cho vào quan tài rồi nhưng chưa vội đẩy nắp lại, thì lúc đấy là lúc tốt nhất. Khâm liệm tắm rửa xong rồi cho vào quan tài nhưng chưa đẩy nắp, bắt đầu chúng ta đứng lên bên phía bên đầu quan tài á, nhưng mà bên cạnh bên sườn, đừng có đứng hẳn trên đầu, đứng bên sườn sát sát, và chúng ta thì quay mặt vào mặt, chúng ta nhìn vào mặt họ được ấy. Và chúng ta thì trước tiên chúng ta nên lễ Phật, lễ Tổ, ba lễ, hoặc lúc đó thì chúng ta vái cũng được, không tiện để lễ xuống đất chúng ta vái cũng được, nhưng đừng cầm cả tờ điệp đó để vái. Chúng ta chắp tay vái trang nghiêm để người khác cầm cái tờ quy và tờ điệp đó. Vái xong chúng ta thì đứng trước cái trên cái phía bên đầu, có thể là chúng ta mà kỹ một chút á, thì nữ giới, cái vong là nữ thì chúng ta đứng bên phải, cái vong đó mất đó là nam thì chúng ta đứng bên trái. Chúng ta đọc cái tờ đầu tiên là đọc cái tờ điệp tam quy đó để làm gì? Để cho họ nhớ lại họ đã là một Phật tử, để cho nếu trước đây họ chưa tu tập, chưa đến nơi đến chốn, bây giờ họ chết rồi, cái thần thức nó còn đó, người ta nhớ là là một Phật tử rồi, thì người ta gì,
người ta lúc đó cũng vững niềm tin hơn. Đi về thế giới bên kia, người ta cũng vững niềm tin hơn. Và đặc biệt nữa, đọc xong cái tờ điệp quy rồi, chúng ta tiếp tục đọc cái tờ phó chúc vãng sinh. À, đọc cái tờ phó chúc vãng sinh đó. Cái tờ phó chúc vãng sinh nhớ nhé, từ nay trở đi các Phật tử viết là đừng có viết ngày, tháng, năm vào đó. Ngày, tháng, năm của tờ phó chúc vãng sinh đã bao giờ cái người đó mất. Chúng ta lấy ra đọc thì mới viết. Ví dụ vị này mất vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 chẳng hạn, thì chúng ta viết là ngày 20 tháng 3 năm 2018. Hoặc là chúng ta viết bằng âm lịch thì chúng ta viết là ngày 20 tháng 3 năm gì? Năm nay là năm gì? Năm Mậu Tuất. Đó, thì chúng ta viết vào đó xong mới đọc cái đó lên thì mới viết vào ngày đó là ngày gì? Cái ngày cấp điệp phó chúc vãng sinh cho họ. Thế còn mới đi quy Tam Bảo mà tôi nói mấy lần rồi, tôi thấy thì các Phật tử ngoài kia vẫn cứ viết cho họ, đã mất đâu mà cứ viết cho họ. Đó, sai. Các Phật tử về chúng ta có thể gì? Ai mà viết rồi ấy thì dùng cái bút xóa trắng để xóa nó đi. À, xóa khéo sạch sẽ đi để sau này viết cái ngày tháng năm của cái mấy cái điệp đấy, cái phó chúc đó thôi. Còn để bao giờ mất đã thì mời cho các đồng tu chúng ta đến làm lễ và đọc cho xong mới viết ngày tháng năm vào đó. Hoặc trước khi đọc thì viết ngày tháng năm trước, đến lúc đọc mà lèo thế là xong. Đọc xong mà cái cả cái tờ điệp với tờ phó chúc đó đều đem ra gì, lấy một cái nồi sạch hoặc cái chậu sạch, cái chậu nhôm sạch nha, đừng lấy chậu nhựa nhé, chậu nhựa thì nó cháy. Nói phải nói rõ, không có là lôi chậu nhựa ra mà hóa. Ra mà hóa, hóa xong một cái thì cái do đấy, toàn bộ cái do đấy mình đem gì ạ? Mình lấy cái miếng vải vàng hoặc miếng vải đỏ. Thì thường thường ngày xưa các cụ lớn lớn, các cụ hay dạy chúng tôi là nếu mà dưới 70 tuổi thì lấy vải vàng để gói cái do đấy. Nếu mà 70 tuổi trở lên tức là thượng thọ rồi thì lấy cái vải đỏ để cái gói cái do đó để gói nó vào nhỏ nhỏ, nó gói nó vào nhỏ nhỏ như vậy để cho vào gì ạ? Khi thường thường người mất xong rồi thì thường là người ta hay đặt hai tay lên gì ở chỗ bụng này đúng không? À, thì khi mà ấy như vậy thì mình cho cái gói do đó vào để ôm lấy cái tay, ôm lấy cái gói do đó. Đó thì mình cho mỗi như vậy thôi. Còn cố tràng á thì cũng không nên cho vào, cũng không nên đeo cho người mất. Vì cái cố tràng đó trên cái chú đầu tràng á thì thường cũng có cái hình ảnh của gì ạ? Của Phật hoặc của Bồ Tát. Cho nên cố tràng đó nên gì? Nên để đó để thờ, để làm kỷ niệm. Hoặc là nên gì? Nên bố thí cho gì? Cho người khác, nên cúng dường các Phật tử khác. Để cho họ lần tràng thì sẽ có công đức, hồi hướng sẽ tốt hơn. Đó, đó là về cái nghi thức. À, còn thì nói là bạch thầy, ý thứ ba là khi nhập quan thì nên làm như thế nào? Và nên cho những gì vào trong quan tài thì tốt ạ? Đấy, cho tức là cho cái do mà ấy đó. Còn làm như thế nào thì có nhiều cách làm khác nhau các quý vị. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa hay đi thị giả các hòa thượng và các thầy lên làm lễ nhập quan phát tang thì theo nghi thức Phật giáo nó đơn giản lắm. Chỉ ba biến đại bi thập chú, xong một biến bát nhã, hoặc là niệm án mani bát minh hồng một tràng. Nếu có thời gian thì án mani bát minh hồng một tràng, xong niệm A-di-đà Phật một tràng, tứ thánh hiệu Quan Âm Thế Chí Địa Tạng thanh tịnh, xong lại hồi hướng phục nguyện. À, thế là gì? Là xong. À, đơn giản như thế thôi. Thế còn nếu mà theo cái nghi thức mà cúng, có cái khoa cúng phát tang nữa, thì cái đấy thường cái ông thầy cúng hoặc cúng EA nó phải mất hàng tiếng đồng hồ mới xong cái khoa cúng phát tang. À, còn chúng ta thì thôi, theo nghi thức Phật giáo, cái cúng EA đấy, cái cúng đó thì nó cũng không nặng nề lắm đâu. Ba biến đại bi thập chú bát nhã, niệm Phật hoặc là niệm án mani bát minh hồng cũng được. À, là xong. Khi đó thì cái nghi thức phát tang thì theo nghi thức của thế gian, nghi thức thọ mai họ làm, đơn giản thế thôi. Chúng ta bàn giao lại cho gia đình họ, cho các ông thầy phường trống phường kèn họ làm cái nghi thức đó. Chúng ta cũng không nên tranh hết phần của họ, họ không hoan hỉ đâu.